đúng rồi, sai. Mí hồng mà sao lên màu hồng ta? Chọn cái app này nó lên màu. Wow, nhớ xíu mà lên bông đẹp ghê. Cây này cũng nhỏ nhưng mà chưa có bông. Phía bên đây. Phía bên đây. Cây nhỏ này có bông thấy thương quá. Rễ trắng à. Con quay cái rễ. Đây đưa đưa rễ đây con quay. Đó, rễ trắng hết trơn. Rễ quá chừng rễ luôn. Hello, hello, xin chào các bạn. Chủ nhật cuối tuần mình ở nhà trồng cây. Còn các bạn có đi đâu chơi không? Ui bằng áp nó xanh xanh. Ra màu mỹ hồng ta. Chọn cái áp này nó hơi nhạt màu. Hello, anh Nguyễn Thanh Tâm, bạn YouTube của mình đây, bạn bè YouTube của mình này. Anh Tâm lãnh